Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 12. Chúng ta qua bài số 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu A: hình nào có số hoa hồng nhiều gấp 3 số hoa cúc? Hoa hồng là màu đỏ, hoa cúc là màu vàng. Rồi chúng ta xem ở đây là hoa hồng màu như đây, 1 2 3 4 5 6. Hoa hồng là 6, hoa cúc là 2. Vậy là 6 ta chia cho 2 là bằng 3. Gấp 3 lần. Như vậy câu A rồi. Chúng ta kiểm tra xem cái này tiếp. 1 2 3 4. 4 ta chia cho 3 này không được, được không? 4 chia 3 là không được. Không được. 1 2 3 4 5 6. 6 ta chia cho 1, 2, 3 thì là bằng 2, 2 lần. Mà người ta nói là nhiều gấp 3. Vậy câu A. Câu B: con gáo trúc nâu mỗi ngày ăn hết là 400 kg tre. Nhiều dữ rồi. Nên hỏi một tuần nó ăn hết bao nhiêu kg tre? Một tuần là có 7 ngày. Được. Một tuần là có 7 ngày. 7 ta nhân cho 40 ta nhân cho 7 bằng 280 kg. Câu C: nhớ nha, một tuần là có 7 ngày, 7 ta nhân cho 40. Câu C: 10, 30, 90, 270. Cái này. Vậy số tiếp theo là số nào? Vậy chúng ta xem ơi. 10 ta nhân cho 3 là bằng 30. 30 ta nhân cho 3 là bằng 90. 90 ta nhân cho 3 là bằng 270. 270 ta nhân cho 3. 0, 3 x 7 21 viết 1 ta nhớ 2. 326, 62 là 8, 810. Câu B. Nào, chúng ta thấy này, theo cái nguyên tắc là 10 ta nhân cho 3 là bằng 30, 30 ta nhân cho 3 là 90, 90 ta nhân cho 3 là 270. 270 ta nhân cho 3 là 810. Câu D: Phong rủ các bạn đi chơi trốn tìm. Phong đi tìm, các bạn đi trốn. Phong này đi tìm mà các bạn đi trốn. Một lúc sau Phong tìm được 5 bạn. Số bạn Phong đã tìm được là bằng một nửa số bạn Phong chưa tìm được. Hỏi Phong còn phải tìm thêm mấy bạn nữa. Như vậy tìm được 5 bạn, nhưng mà người ta họ nói là 5 bạn này là mới một nửa. Một nửa. Như vậy là phải 10 bạn không? 5 ta nhân cho 2 là 10 bạn. Như vậy tổng cộng là phải là 10 bạn, đúng không? Tổng cộng là có 10 bạn. Như vậy thì chúng ta đã tìm được 5 bạn rồi. Như vậy còn lại là 5 bạn nữa. Như vậy là hỏi Phong còn phải tìm thêm là mấy bạn nữa. Như vậy là câu A, 5 bạn. Đó. Chúng ta xem lại nè. Phong tìm được là 5 bạn. Người ta họ cho biết là số bạn Phong đã tìm được là bằng một nửa số bạn Phong chưa tìm. Đó. Mà một nửa số bạn Phong chưa tìm. À xin lỗi, phải câu C mới đúng. Câu này nhầm. Xem lại cái đề này, xem lại cái đề mới hình dung ra được. Một lúc Phong đi tìm được 5 bạn. Đó, tìm được 5 bạn. Người ta nói là số bạn mà Phong đã tìm được là bằng một nửa số bạn là chưa tìm được. Như vậy chúng ta còn lại 10 bạn nữa. Đó, còn 10 bạn nữa. Chứ không phải là 5. Như vậy có phải là 5 bạn mà bằng một nửa hay đúng không? Một nửa là 10 bạn. 5 ta nhân 2. 5 nhân 2 là bằng 10. Câu A: cô Tâm có 20 cái kẹo và 50 cái bánh. Cô chia đều cho các cháu, mỗi cháu được 4 cái kẹo. Hỏi mấy cháu được mấy cái bánh? Như vậy là trong này là có 20 cái kẹo
thì chia cho các cháu, mỗi cháu là được 4 cái, như vậy ta lấy 20 mà tia chia cho 4 là được là 5 bạn. Được rồi, 5 bạn. Rồi, như vậy là chúng ta biết được là 5 bạn đúng không? Thì còn lại là bánh. Bây giờ 50 cái bánh mà chúng ta sẽ chia cho 10 bạn. Nè, 50 cái bánh này. À, 50 cái bánh thì chia cho 5 bạn này, như vậy là được là 10 cái. Câu C. Bài số 2. Nối cái ngôi sao màu xanh này với cái ngôi sao màu vàng thích hợp. 152 nhân 2 cộng với cái gì chỗ này là bằng 604. Như vậy ta lấy 152 ta nhân 2 trước, rồi ta cộng với cái này. Nên là bằng 4, 10 không dưới 1, 2, 1, 2, 3, 304. Như vậy là cái chỗ này là bây giờ nó trở thành một cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 604, ta trừ cho 304, 0, 0, 3, 300. Cái này vô đây luôn. Và cái này chúng ta sẽ trừ cái này ra trước. 118 là ta trừ cho 64. Như vậy là 4, 11 còn 5, 54. Đây là một cái dấu chia. Được chưa? Dấu chia. Đây là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với số chia. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 54, ta nhân cho 6. 6 nhân 4 là bằng 24, với 4 ta nhớ 2. 6 5 30, 32. À đây, cái này. Bài này chúng ta làm cái nhân nhân trước, 150 ta nhân cho 2 là bằng 300. Chỗ này là một cái tổng. À, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Như vậy có nghĩa là 300 ta trừ cho 24, 6 ta trả 1, 7, 2, 276. Đây, vào đây. Đọc vào trang tiếp theo. Bài số 3, đặc tính đầu tính. 109 ta nhân cho 8 9 nhân 8 72 818. Chỗ này do số 0 cho nên chúng ta 0 nhân 8 là bằng 0. Bên này chúng ta sẽ 9 nhân 8 là 72, viết 2 ta nhớ 7, cho nên số 7 chúng ta viết đây. 115 ta nhân cho 6. 6 nhân 5 30, viết 0 ta nhớ 3. 6 1 6 3 là bằng 9. 6 1 6. 70 mà ta chia cho 7. 70 7 ta chia 7 được 1. 1 nhân 7 là bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. 0 ta hạ xuống, 0 chia 7 được 0. 0 nhân 7 là 0, 0 trừ 0 bằng 0. Bài số 4 tìm x. Đây là dấu nhân. Đây là cái một cái tích. Đây là thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết, đây là cái tích. Muốn tìm thừa số cho biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. X bằng 6 nhân 8 là 48. Đây là dấu chia. Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, ta chia cho thương. X bằng 9 nhân 8 là 72. Bài này, ô số 5 có máy nơ đỏ. Ô số 1 là chúng ta có là hai trắng một đỏ. Như vậy là hai trắng một đỏ. Ô số 2
thì chúng nó có hai trắng hai đỏ. Rồi ô số 3 là ta có hai trắng bốn đỏ, như vậy 1 lên 2 lên 4. Thì ô số 3 đúng không? Ô số 4 nó sẽ là 2 trắng và 6 đỏ. Và tiếp theo, hai 1 lên 2. Như vậy gấp đôi lên, đúng không? 1 mà lên 2, 2 lên 4, 4 lên 8, cái này 8 chứ không phải là 6 đâu. Rồi như vậy cái ô số 4 này. Ô số 5 vẫn là 2, 2 trắng, 8 lên 16. À, chúng ta xem cái nguyên tắc này. 2, 1 mà lên 2, có phải là ta lấy 1 ta nhân cho 2 không? 1 nhân cho 2 là bằng 2. Từ đây 2 nhân 2 là bằng 4. À, 4 nhân 2 là bằng 8, 8 nhân 2 là bằng 16. Như vậy cái ô thứ 5 là có 16 nửa đỏ. Bài số 6. Nhà Mai nuôi tất cả là 48 con gà, trong đó có 40 con gà mái, số còn lại là gà trống. Như là 48 mà có 40 con gà mái thì gà trống là còn là 8 con, đúng không? 48 là trừ cho 40 là 8 gà trống. Hỏi số gà mái của nhà Mai gấp mấy lần số gà trống. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm cái con số gà gà trống đó đã. Số gà trống nhà Mai có là, ta lấy 48 mà ta trừ cho 40 bằng 8 con gà trống. Rồi tiếp tục, chúng ta lấy số gà mái, người ta nói gì, hỏi số gà mái của nhà Mai gấp mấy lần số gà trống, ta lại ta lấy 40 ta chia cho 8 là gấp 5 lần. Số gà mái gấp số gà trống là 40 ta chia cho 8 là bằng 5 lần. Đáp số 5 lần. Chúng ta qua bài số 7. Hình vẽ bên dưới có mấy hình tam giác, mấy hình tròn và mấy hình vuông. Rồi tam giác chúng ta xem cái hình này, từ đây lại đây là một hình, còn có phần từ đây tới đây không phải nha, ngay chỗ này nó là cong không phải. Từ đây lại đây xuống đây qua đây là một hình, hai hình ba hình này, từ đây lại đến đây xuống đây qua đây hình thứ hai, lại đây xuống đây hình thứ ba. Vậy chúng ta sẽ có là có ba hình tam giác. Rồi hình tròn, một hình tròn, hình tròn ngoài này chỗ này nó không phải, nó bị đứt rồi, nó bị đứt không xác định được, vậy là có một hình tròn. Hình tròn ở trong này. Rồi hình vuông, hình vuông chúng ta không thấy hình vuông nào hết, chỗ này bị đứt rồi, nó đâu có đâu.
Còn từ đây lại đây thì nó đâu phải hình vuông, nó hình chữ nhật nha. Từ đây này qua đây lên đây chia lại đây, nó là hình chữ nhật. Như vậy chúng ta có là có không, xin lỗi không được viết tắt nha, có không hình vuông. Ngay chỗ này chú ý cái hình tròn, ngay hình tròn ngay chỗ này nó bị đứt, chỗ này nó không phải hình tròn nha. Được. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.